Tôi đang ở nút giao Lương Thế Vinh. Và các bạn, các anh chị nhìn thấy có một cái biển đấy là cấm các phương tiện rẽ trái nhá. Đây này, ở đây thì được quay đầu nhá. Ok, đây mũi tên của đèn phía trước là đi thẳng này. Ok, khi anh chị lưu qua, thông qua nút này anh chị để ý một chút nhá. Ok, đến tít đường sau này chúng ta mới được quay đầu nhá. Ok. Ok, ở phía trước tín hiệu đèn chỗ Lương Thế Vinh chúng ta sẽ là cấm rẽ trái, cấm các phương tiện nhá, kể cả xe máy, anh em lưu ý nhá. Ok, rồi đến đây chúng ta sẽ quay đầu này. Muốn quay đầu để chúng ta đi đúng luật thì chúng ta phải đến đây, chúng ta được quay đầu này qua cái vạch mặt võng này ở dưới đây này. Ok, khi quay đầu thì anh em mình để ý cái này là cái làn BRT này. Ở đây thì chúng ta không được dừng đỗ, đây là cái vạch mắt võng. Ok, rất là đơn giản. Đấy, chúng ta lại đến cái đường Lương Thế Vinh này. Đấy, nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy phía trước không? Chúng ta phải quay đầu nhá, đúng luật nhá. Chúc anh chị lái xe an toàn. Ok, đây này, các bạn, các anh chị nhìn thấy cái biển này là cấm tất cả các phương tiện quay đầu xe nhá. Nên là khi lưu thông ở đây chúng ta quay đầu xe là chúng ta sai nhá. Vẽ gì cấm đấy, ok. Rồi chúng ta lưu thông thì chúng ta phải để ý cái này. Ok, tôi đang đi về phía đường Trung Văn, rẽ phải để đi vào Trung Văn, con đường mà rất là thân quen. Đấy, anh chị nào mà lưu thông ở trên đường này thì lưu ý nhá. Ok, đây này, vào trường tiểu học Trung Văn này. Đấy, tôi đang đi về phía Trung Văn nhá. Đường này buổi chiều cũng khá đông đấy. Ok, đang vào khúc cua rất là hay. Các bạn nhớ đến đây các bạn phải bật sinh nhan phải nhá. Ok, thiếu sinh nhan là không được đâu. Ok, chúc các anh chị lái xe an toàn. Xin chào tất cả các anh chị nhá. Tôi đang đi trên đường Trung Văn này. Phía trước các bạn nhìn thấy này, nếu như mà tôi đi thẳng là sai luật nhá. Bởi vì phía trước có một cái biển đấy là gì nhỉ? Cấm ô tô đi thẳng nhá. Ok, vậy thì chúng ta chỉ còn một cách là rẽ phải thôi, không còn cách nào khác. Ok, anh chị mà đang lưu thông ở trên đường này thì các anh chị để ý nhá. Còn cái đường này thì đi một đoạn nữa thì các anh chị sẽ nhìn thấy là tại sao mà chỉ có mỗi ô tô đi làn phải thôi. Ok, cấm ô tô đi ngược chiều nhá, sẽ có biển. Ok, rồi đây là các anh chị nhìn thấy này, đi qua cái nút giao Trung Văn này gần cái trường Nguyễn Du này, cấp 1, cấp 2 này là các anh chị phải để ý nhá. Ok, chúc các anh chị lái xe an toàn và thành công.